Chào các bạn, Vinh đã quay trở lại với chương trình OK Lên Xe. Ngày hôm nay thì bây giờ chỉ mới là 4 giờ chiều thôi mà là trúng một cơn bão bất ngờ ập đến, nên là trời tối hù à. Dông bão ấy mọi người ơi. Yeah, ngày hôm nay đến với OK Lên Xe là một cái người sẽ giúp cho cái bầu không khí ngày hôm nay nó sáng lên. Một gương mặt ta nói là rất ấn tượng, rất xinh đẹp, Tú Hảo. Yeah, mọi người. Sài Gòn đang rất là giông bão. Thảo đang ở trên xe. OK Lên Xe cùng với anh Vinh. Mà không biết là mọi người nghe nói là những tập trước á, chiếc xe nghe anh Vinh cũng hiền dịu, nhẹ tay thôi. Nhưng mà nghe nói là hôm nay á, là Thảo xuất hiện thì trời giông bão như thế này là chuyến xe giông bão, giông tố cuộc đời Thảo. Nên hy vọng là anh Vinh nhẹ nhẹ tay xe một xíu nha. Anh Vinh đính chính là trước giờ anh chưa bao giờ nặng tay với ai. Nói thôi. Biên tập chương trình này thì rất thích chiều khán giả, và khán giả của chương trình thì là rất thích hành hạ khách mời. Cũng không có làm gì ngoài cái xe này cả. Rất đơn giản. OK, em cũng hy vọng, em cũng đang chờ đón cái sự đơn giản đó của anh. OK Lên Xe. Thật sự khi mà anh xem mình của em thì anh thấy em là người khó gần. Thấy em là người có khuynh hướng sẽ hung dữ. Đúng. Rồi cuối cùng em có khó gần và hung dữ hay không? Em không khó gần nhưng mà hung dữ thì đôi lúc nha. Em nói thật đó. Tại vì khó gần thì không có đâu. Mọi người nghĩ là, mọi người xem hình của em nhiều quá, tôi nghĩ là thôi con bé này khó gần lắm, thôi đừng gần. Nhưng mà có đôi lúc nha, em chạy lại sáp lại gần với mọi người luôn á. Wow. Okay. Em sẽ tự chủ động luôn. Còn cái việc mà hung dữ thì đôi lúc sẽ có tùy chuyện nha mọi người. Chứ không lúc nào mà phải hiền, được hiền quá thì bị ăn hiếp á. Không, cái hung dữ ở đây đó, ý anh là vậy nè, có nghĩa là cái phản ứng của em ngay khi mà mình Mình biết một cái gì đó đúng không rồi hài lòng. Thay vì đúng thay vì là mình sẽ xử lý nó mềm hơn thì em sẽ hung dữ đúng không? Đúng rồi, có, em sẽ bị cộc tính. Đó đúng mà. Thì đó, thì những người mà năng lượng thì thường hay sẽ bị như vậy. Sẽ bộc phát ra luôn. Đúng, họ sẽ bộc luôn. Rồi cái mức độ nó tới mức mà dùng vũ lực không? Không. Tới cái gì mà bạo lực quá vậy? No, em không có bạo lực đâu mọi người. Cái mức mà hung dữ nhất của em là gì? Mức độ hung dữ thì lời nói, như lúc bực quá, cọc quá thì em nói những hơi khó nghe, không phải là khó nghe mà cái lớn tiếng chút. Đúng rồi, âm lượng á, cái âm lượng á cho người nghe cảm thấy hơi bị khó chịu, hoặc là em đang nghĩ một cái gì đó xấu á, năng lượng xấu á. Đó, nhưng mà chỉ như vậy thôi là hết hồi là thôi, xong rồi em sẽ tự động thôi đi chị. Bắt đầu em qua vuốt chứ. Thôi này chị giỡn á, chị xin lỗi nha. Đó, hung dữ là em gọi là sao ta, cảm xúc nhiều và bộc phát thôi. Chứ còn nếu mà nói dữ thì anh hay anh chờ cái khác nó dữ hơn cơ. Dữ anh đợi cái gì mà dữ hơn? Kiểu là nhìn là ớn luôn, kiểu ánh mắt liếc qua cái là người ta kiểu mà chết rồi, sắp làm gì mình rồi. Thôi em chưa đủ đánh đá anh ơi, em gai góc lắm, em không có làm được như vậy đâu. Em gai góc quá, em không làm được gì đâu, là sao em chứ hiểu. Tại em thấy hình ảnh em cho mọi người như vậy là nó đã quá gai góc trong tâm hồn của mọi người khi đón nhận em rồi. Khi nghĩ về em á thì bây giờ mình phải dịu dàng nữ tính chút chứ, sao mà mình cọc lóc với người ta vậy được anh. Nhưng mà ít cái ai mà thấy được cái sự cọc đó của em lắm, như những người thân hay là bé trợ lý đó, những mọi người mà hay gần em thôi. Chứ mà lúc mà em đi ra ngoài á thì em rất là cũng nhiều năng lượng nghe nè, nhiều năng lượng và không có bị phải là cái người mà nóng tính hay gì cả đúng không? Dạ đúng rồi. Vâng, là Tú Hảo, một cái người mà tôi đã nghĩ là một cô gái rất là kiệm lời và sẽ rất là anh nghĩ là hôm nay anh không có có à, anh nghĩ là khó khăn đúng rồi là anh sẽ cứng lắm luôn. Mình vô cái là anh thấy anh toàn luôn rồi đó. Cái này nó rất là đơn giản, đây là trong đây có bộ câu hỏi dành riêng cho em. Và cũng có một cái hộp nhỏ nhỏ nữa thì đựng cái gọi là cái challenge. Thì bởi vì test này có tên gọi là Sugar Bear. Bob Lance nó có lời đích thật. OK. Cái độ thật sẽ được kiểm chứng bởi người của chương trình. OK. Easy. Okay. À, em sẽ bóp thăm đúng không? Không, trong đó câu hỏi em bóc hết mà. Đây, bây giờ trước khi vào thì là đây là câu hỏi đúng không? Ở ngoài đây là câu hỏi đúng không? Okay. Đây, em sẽ đọc câu hỏi. Rồi. Câu đầu tiên, Xuân Xuân ơi nè, phần nào trên cơ thể mà bạn thấy hấp dẫn nhất ở bạn khác giới? Thật nha. Thật chứ, trời ơi, anh tin em. Một phần nào trên cơ thể hả?
là cái vòng mà bự dít trên người á. Vòng ba á. Vòng ba hả? Cái này là khoan nha. Khoan, vòng ba em thích vòng ba nhất. Ok. Đúng rồi. Anh cứ tưởng là phụ nữ, đàn ông nhìn phụ nữ mới nhìn vòng ba nha. Có là phụ nữ cũng nhìn đàn ông vòng ba. Không biết nữa. Tại em thích nhìn những cái chi tiết mà người khác không nhìn á. Mà em thích vòng ba như thế nào? Nó phải bự cong không, hay là nó không đép? Cong nha, không phải cong nha, mà nó phải vừa đép. Vừa đúng rồi, nó mới vừa xếp. Tại vì á, nhìn được cái vòng ba đẹp hay không á là vào cái quần và cái thời trang của cái người đàn ông nó mặc nữa đó. Ok. Dữ. Điều khó chịu nhất phải là bạn đã làm ở nơi công cộng là gì? Cái này nha, em vừa đọc cái câu này xong rồi em nghĩ khoảng chừng cách đây 2 năm. Em kể sương sương thôi nha. Sương sương đi em. Cái đây 2 năm là em có đi một bộ phim là chồng người ta. Thì thường những cảnh chạy là mình phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ đúng không? Thì sau cái chuẩn bị trong vòng 5 phút chuẩn bị bấm máy quay á, mọi người đang chuẩn bị set quay á, thì em bị đau bụng. Khi em đi vệ sinh thì em xui sao á, là ở đó là quay ở một cái trường học mà cái ở đó thì có rất nhiều nhà vệ sinh xung quanh, mà em làm biếng em không chịu đi những cái nhà vệ sinh xa để cho nó riêng tư, mà em lại đi cái nhà vệ sinh gần cái chỗ cái set quay. Thì gần cái chỗ set quay hôm đó thì em quay cùng với mấy bạn Astra, các bạn diễn anh hiểu rồi đấy. Và em thì... thấy là những tiếng nổ. Đúng không? Anh biết đây mà. Có một xíu mùi nữa. Toàn sự. Toàn thật sự vui em mà. Hay sao đó em không biết. Nhưng mà kiểu mình biết có người vô xong mình sẽ dội rất là nhanh đúng không? Thì phản xạ thì xong là em nghe mấy bé ngoài cái gì túi rất gì nè. Bắt đầu em suy nghĩ hết rồi, sắp tới quay rồi mà giờ không lẽ mình đợi mấy bé mấy cúc xong mình mới đi ra thì lâu quá. Không là mình đi ra là mọi người sẽ thấy mình. Chết rồi. Xong em sẽ nhắn tin với bé trợ lý, em ơi vô cứu chị. Em đi ra một phát một rồi nè. Thì em đi ra em trong đó em có nghe lỗ tai em có nghe là mới biết cùi em quá trời luôn. Em ra em nói chết rồi ông ơi. Yeah, được rồi ơi. Xong cái cảnh quay đó cái em bị thụt người luôn á. Không, cái này thật sự nó vô như thế mà mình khi mình không có kiểm soát được đúng không em? Đúng rồi. Nghe thì nó ghê em. Nó ghê thiệt á. Nhưng mà mình không có còn cách nữa. Thú thật là đôi khi anh cũng phiền rất vào trường hợp đó. Và mình cũng phải xử lý thôi. Đúng rồi. Mà không sao, nhưng mà em qua đây là anh thấy được em là người rất là thẳng thắn. Nhưng mà em thấy khó chịu lắm anh. Đúng rồi, em khó chịu kinh khủng, em bị ám ảnh luôn. Em nói bây giờ thôi chỗ nào kín đáo đi, còn không kín thôi nha, nhịn. Wow, cái đó là kinh tai nạn đó. Đúng rồi, cái đó cũng là gọi tai nạn đó. Rất khó chịu luôn đó. Đúng rồi, mà mấy bạn kia thì rất là đông anh, rất nhiều bạn. Thì anh nghĩ đi rồi mấy bạn gặp nhau mấy bạn sẽ nói gì? Rồi sẽ kể như thế nào? Ý. Không sao đâu. Rồi, tiếp theo. Let's go. Bạn đã bao giờ hấp dẫn với người cùng giới chưa? Phản ứng của bạn là gì? Bao giờ hấp dẫn? Là em tự chủ động hấp dẫn người cùng giới đúng không? Anh nghĩ thì... Là em bị hấp dẫn. Em hấp dẫn người cùng giới bao giờ chứ? Chắc chưa đâu. Em không tự chủ động nhưng mà em có thích. Anh như gục ngã ở nơi thân cùng đau đớn. Em có cảm giác. Cũng có một cái cũng có chút chút đó. Cũng có chút chút ạ. Nhưng mà em chưa thử, em chưa biết được là mình có thật thích hay là như nào không, nhưng mà em sẽ có cảm giác. Tại vì lúc nhỏ em đi học á, em đi chơi thì em chơi bạn bè của em con trai rất là nhiều, em không chơi với mấy bạn gái, mà đặc biệt là mấy bạn gái mấy bạn nữ mà em chơi á rất là ít, số lượng rất ít, và những bạn đa số đều rất là xinh. Và khi mà trong nhóm có bất kỳ một cái gì đó thì em luôn là người thay mặt các bạn trai bảo vệ các bạn nữ, như mấy bạn nữ sẽ có cái gì đó là em sẽ là luôn người bảo vệ, gọi là những cái về mặt tâm lý các thứ á. Nên tới lớn, cả tới bây giờ em đi làm hay là em gặp mọi người cũng vậy, có nghĩa là em sẽ thấy những bạn nữ mà yếu hơn với em một xíu á, thì em sẽ có khuynh hướng bảo vệ. Đúng, có khuynh hướng bảo vệ và muốn cho mọi người cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Hiểu không? Đó là tâm lý của đàn ông mà, hiểu chứ? Thì đó là em đó một xíu của bạn cùng giới đó. Em thấy em có nhiều đó chứ. Xíu đâu xíu. Vô.
Ok, tiếp theo là bạn đã bao giờ hôn một người cùng giới? Bây giờ giới hạn là hôn như thế nào? Hôn môi hay môi là chứ. Hôn má? Môi chứ. Hôn môi. Rồi nha. Wow. Rồi nha. Em hôn rồi luôn. Em hôn rồi. Nhưng mà lúc đó em cũng không biết là ai chủ động nữa. Nhưng mà em kể luôn là lúc mà em cái thời gian em mới vào Sài Gòn á, là em có một bạn thân, cô bạn đó là cùng tuổi với em, học trường đại học, gặp nhau hai đứa học chung cái lớp ở trường sân khấu. Thì em bạn đó cũng xinh mà em cũng xinh nha. Hai đứa chơi chung với nhau. Không, chưa, từ từ em phải kể từ okay, giai okay, đoạn okay, okay, okay. Rồi xong khi mà mới vào thì em cũng là dân tỉnh vào Sài Gòn, vào thành phố Hồ Chí Minh, thì cô đó cũng vậy, là hai cô gái tỉnh vào Sài Gòn học, thì gặp nhau xong học chung lớp, hai đứa cũng kiểu mến thích gì đó. Cái rồi hôn môi xong nha. Rồi, chưa, anh sao anh nôn quá, chưa cái giai đoạn gì hết mà anh tới luôn rồi. Anh đốt cháy giai đoạn quá. Sao. Xong rồi cái là em phân chia luôn là bạn đó chồng, em là vợ. Anh mới khuyên can em mà sao cái gì vậy? Không, em chưa có tới, nhưng mà ý là kêu như vậy thôi, tới bây giờ vẫn kêu là chồng với vợ. Lâu lắm rồi không gặp nhau, không nói chuyện nữa anh, nhưng mà lâu lâu gặp hỏi thăm thì vẫn kêu là chồng với vợ nha, tại vì có dành một cái tình cảm nhất định của cái thời mà hồi xưa đi học sinh viên. Đó. Thì lúc đó thì có đi chơi sinh nhật, em không nhớ là sinh nhật của ai, nhưng mà đi uống rượu á. Xong rồi hôn trong cơn say. Hôn trong cơn say. Chẳng cần một ai nữa. Hôn chỉ chạm thôi à, chứ không làm gì hết nha. Không có sâu nha. Hôn một cái gì xong cái đi ra. Nhưng mà mình cũng không biết ý nghĩa của cái nụ hôn đó như thế nào nữa, tại vì hai đứa đang say mà. Anh tiếc quá. Sao vậy? Anh tiếc gì vậy? Tại vì có quá nhiều khuynh hướng. Có nhiều quá nhiều mầm mống mà anh nghĩ là cái vườn hoa của cánh đàn ông của anh sẽ bị thiếu hụt đi. Thật sự là nếu mà em phát hiện được là chính em như thế nào, có điều đáng mừng thôi. Không sao hết. Nhưng em vẫn đang cố gắng níu kéo em. Đúng, em vẫn đang để em kéo lại bớt, em đi chậm thôi ha. Chứ không, thật sự cái này là anh cũng thấy ngạc nhiên khi mà em mạnh dạn em chia sẻ. Và có lẽ là em là người rất là muốn sống đúng với cái con người của mình. Đúng rồi. Và anh rất vui khi tới bây giờ em vẫn đang sống đúng. Em đừng có quẹo nữa. Tới đó là cũng nhiều lắm rồi. Đúng rồi. Ừ. Nha. Ok. Đừng quẹo nữa. Hồi đó thôi anh, chứ bây giờ mà hồi đó mà em mà đã quẹo thì bây giờ em đâu có dày. Em đã có một hình tượng khác rồi đó. Nhưng mà nó tiềm tàng trong người em. Đúng nhiều lắm. Rồi, nó vẫn ẩn, em là một ẩn số. Ẩn số đó. Đúng rồi, bây giờ chưa giải ra được cái phương trình này đâu. Ok. Rồi, tiếp. Cháy quá rồi. Cháy à. Mấy câu hỏi này khó quá. Quá kể rồi, nếu bạn phải kết hôn với một người mà không phải là crush thì bạn sẽ cưới ai? Cái này là nói về hiện tại hay tương lai nhỉ? Đó là cái tình huống đưa ra cho em xử lý thôi. Nếu như bạn phải kết hôn với một người mà không phải là crush, đã crush rồi thì là đâu có bắt đầu tình yêu được đâu. Mình chỉ thích một hướng thôi mà. Không nghĩa là gì nè, trong có một loạt mối quan hệ của em, thì em cảm thấy là nếu mà bây giờ phải cưới một người mà không phải là người để mình yêu á, thì em sẽ cưới ai? Sẽ cưới một ai? Sẽ cưới một đại gia nào đó chẳng hạn. Chương trình có chấp nhận không? Chứ anh thấy nó cũng hơi lan man. Em cũng trả lời quá chung chung. Em không biết câu hỏi này là gì luôn á. Thì mình phạt đi. Chị phải hiểu. Tức không? Vậy giờ phạt nè. Ok, mình mở cái hộp nhỏ ra nha. Ok, nhỏ mở hộp nhỏ. Gọi cho Rod không được nói về chương trình, đọc lyric bài hát. Wow, gọi cho Rod không được nói về chương trình, đọc lyric bài hát. Em có Rod hả? Chết rồi, em là Rod ai đây?
Để em suy nghĩ, danh bạ của em là rớt ai mọi người? Rớt là nam hay nữ cũng được đúng không mọi người ơi? Hả? Tại sao vậy? Tại sao có quá nhiều tình tiết? Anh hẻ liền quá vậy. Đây để em nước nhưng mà em không biết gọi ai hết. Em cũng lạnh lùng á mọi người, không nghe máy luôn. Đổi người nha. Ok. Không nghe máy anh nó chua ấy, số điện thoại em là mọi người sẽ không nghe máy đâu. Cái gì mà nó không biết đầy bí ẩn gì thế này. Em đã làm gì người ta mà người ta không nghe luôn vậy? Em không biết luôn. Chắc là ok. Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau, ta đã biết tim mình đánh rơi rồi. Từ lần đầu tiên môi trao nhau, em đã biết không thể yêu thêm ai. Cách anh cười cong môi, cách anh lặng lẽ ngồi, ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu mềm không ngờ. Trời đánh mày á. Ngoài kia, nếu có khó khăn quá, về nhà em nhé. Có em chờ, có đôi môi mềm thơm thơm, có dư vị mỗi bữa cơm, xuân hạ thu đông đều có em chờ. Cái gì em ổn hảo? Alo, alo. Xuân hạ thu đông đều có em chờ, anh có chờ em không? Không má. Sao anh chờ em vậy? Dạ. Sao? Gì? Sao anh chờ em khổ như vậy? Sao anh chờ em vậy? Không thương em hả? Hả? Không thương em hả? Mày gọi lộn số hả? Ok, ok, được đánh rồi, được, xong rồi nha. Xong rồi. Bye bye, see you. Ây da. Thấy chưa, thấy mọi người chửi chưa? Trời ơi, cái này không phải là cross của em. Ok, nhưng mà anh chấp nhận cho qua. Thấy giấy tờ lại cũng khó rồi đó. Bây giờ thì nó cũng là những câu hỏi thôi. Ừ. Nhưng mà với điều kiện là em trả lời trong 5 giây. Ừ. Và thử thách thì nó vẫn đâu đó trong cái hộp kia thôi. Ờ. Hả? Đi cái nước không? Nó nâng cấp lên xíu. Em sẵn sàng chưa? Ok, sẵn sàng. Ready. Yep. Kể tên 3 nhân vật trong phim Cung Tâm Kế. 5 4 3 2 1. Không xem luôn á. Không xem luôn á. Xuống xe đợi đèn đỏ và catwalk posing giữa làn đi bộ. Yeah. A few moments later. Sao? Mọi người thấy độ mọi người sao? Em nghe tiếng cười của mọi người luôn á. Nhưng mà em không biết là mọi người cười gì nữa. Mọi người cười sao? Cười ha 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 vậy không? Em nghe nụ cười nó mãn nguyện đó. Ok. Trời ơi, tim muốn rung luôn đó mọi người. Quá tuyệt vời. Trời ơi, hát quá khó luôn nha. Thế là ôi, lòng can đảm luôn á mọi người. Tiếp nè. Bạn có bao nhiêu người yêu cũ? 5 5 người. 4. Em vừa mới đếm qua em kia gì luôn á. 5 người yêu cũ. Ừ, 5 người. Đến tới hiện tại. Người đầu tiên là từ năm nào? Lớp 7. What? What the? Anh đi dọn là đàn ông kia đúng không? Đúng, đàn ông người yêu cũ của Hảo là đều đàn ông hết. Lớp 7. Đúng. Lớp 7 từ chuyển sang thích, thích xong rồi mến quý, xong rồi thương thương. Đó, sao em bắt đầu nhận gì ra được mọi cảm xúc trong tình yêu đó như thế nào là lớp 7. Thì phải thích thì nó mới dẫn tới yêu đương được đúng không? Đúng. Còn bây giờ mà cái kiểu mà mình lớn quá, mình thích, mình cảm nhận cái thích nó khác hơn xưa rồi. Vậy thì cái người gần nhất là người nào?
gần nhất là một bạn bao lâu rồi như thế nào? Em kết thúc với bạn đó khoảng một năm hơn rồi. Năm hơn. Dạ. Vẫn là con trai chứ hả? Vẫn là con trai nha. Vẫn là con trai. Em vẫn chưa đổi, em vẫn chưa đổi. Ok ok. Ok. Anh nghĩ là cái phần này là vậy là cũng tuyệt vời rồi đó. Rồi, bây giờ mình đến với thử thách cuối cùng đi. Vẫn còn thử thách cuối cùng luôn á hả? Đây là cái trò chơi. Mà tới lần trò chơi này là anh rất là sợ. Anh cũng chơi. Đúng, mà anh thua anh cũng bị phạt. Đúng, thì chụp. Cố lên, hôm nay bây giờ là có người phạt chung rồi. Yeah. Vô. 2, 3. Tập tầm dông, tay không, tay khó. Có. Tập tầm bó, tay có, tay rồi không. Tay này có. Thôi em chưa kịp nắm nữa. Qua lên rồi. Trời ơi, như vậy mà em mua chết luôn rồi đó. Một nốt ruồi son. Nốt ruồi son đúng không? Tiếp phiên anh. Ok, tiếp phiên anh. Trời này thách thức ghê á. Okay. Tập tầm bó tay không tay có, tập tầm bó tay có tay không. Tay này có nè. Sao vậy mọi người? Chúa gì mà xui rồi, chết rồi, mới hai vòng là hai dấu rồi. Thấy khách mời mà lỗ quá. Vô. Tập đồng dông tay không tay có. Tay gì quên rồi. Tập tầm bó tay bó tay không. Tay này giả bộ nướng nướng lên đúng không? Tay này có. Yeah. Cái tay này cái sao mà em nắm được. Nó cười lên dữ lắm. Rồi em mình xong rồi. Sao mà nếu mà nói cái gì sai hay sao? Dấu chấm một rồi son. Một rồi son là mình mắng lắm anh. Okay. Rồi. Tập tầm bóng tay không tay có, tập tầm bó tay có tay không. Tay này có nè. Đều nha. Bây giờ là đây hai đều rồi đúng không? Là bốn vòng rồi. Ôi cái nhỏ này giống cái ấy lắm anh. A few moments later. Tay này có nè. Liều liều. Anh ơi, nãy giờ em thua quá trời rồi. Thì bây giờ em cũng phải vậy chứ. Đó, rồi, là một lượt cuối cùng của em nè. Thiệt sự luôn á. Tôi không biết cái từ gì để diễn tả nữa. Rồi tóc giả ở đâu? Cái hộp làm sao hả? Thôi có đổ cái gà. Nước gì ghê hơn nước gà. Tóc dài vậy luôn hồi trời, tóc mượt dài hơn tóc em luôn nè anh. Trời, anh nữ tính hơn em luôn á. Rồi ra ngoài đường hát hay sao? Cái máy quấn quấn nhìn thấy ghét không? Đây khẩu trang không? Khẩu trang nữa. Có đi khẩu trang đúng không? Đúng rồi. 2000 years later. Máy được. Ngắm hoa rơi lòng anh bỗng nhát nhớ một người mà anh luôn níu, một tình yêu đã qua nhiều, ước mong em được vui bên anh, ước mong em sẽ quên nơi đây, dù điều ấy quá đắng cay,
gió đông sang nỗi nhớ em vô ngàn. Ok, ok. Bài hát ok không anh? Ok. Bộ biểu diễn ok không? Nhìn anh quá okay. Em nhìn anh giống như là một siêu mẫu sải bước trên phố vậy đó. Vừa hát xong bây giờ tới đuổi liền, tham gia liền. Quá đáng sợ mà. Gây rối trật tự luôn không? Gây rối trật tự luôn. Ok Hảo, cảm ơn em đã đến với Ok Lên Xe với một tinh thần rất là ok. Rất là ok. Anh thiệt anh chưa bao giờ thấy một khách mời nào mà quyết liệt như em luôn. Không có gì làm khó được em. Dạ, em chơi hết cái thử thách trong hộp luôn là anh biết rồi đó. Khô máu luôn đó. Em quá ok, lên xe em cũng càng ok hơn. Em có cảm nghĩ gì sau cái buổi ngày hôm nay? À. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đúng rồi. À, gặp nhau thì hơi kỳ. Lần đầu tiên chúng ta giao tiếp với nhau. Trực tiếp nói chuyện nhiều, trao đổi nhiều cái vấn đề khác ngoài công việc. Đúng. Đúng không? Đúng. Đó. Thì thật sự là lúc mà em nghe là ok lên xe thì em nghĩ là chương trình này nó phải rất là fresh. Nó phải rất là năng lượng. Mà khó một cái là em nghĩ là em chưa từng tiếp xúc với anh nên em không biết được là mình đứng ở một cái cự ly gần như thế này mình sẽ giao tiếp như thế nào, nó sẽ khó để làm sao, hay mình có bị cản trở có cái gì đó không, thì em sợ em không tương tác được không. Nhưng thiệt ra là nó đúng với lại cái tên của chương trình cho mọi người, rất rất là ok, lên xe rất rất là ok, cho nên Hảo đang rất là vui, rất là nhiều, vẫn còn rất là nhiều năng lượng. Hy vọng là em sắp muốn tới chơi nữa. Hy vọng là sắp tới em sẽ hành ngược lại anh. Nếu như bây giờ ok anh à, điều với em nha, nếu mà em làm một cái chương trình nào đó mà hành hạ rồi kia ABC, mời anh tham gia thôi. Ok thì mình đổi lại vai trò thôi. Thank đúng không? Em, ok deal nhiều. Anh sẵn sàng. Ok. Ờ, các bạn ơi, như vậy là ngày hôm nay Tú Hảo đã rất hết mình một tập. Một tập mà Vinh nghĩ là bản thân Vinh cảm thấy rất là vui, tại vì khi mà mình gặp một cái người có thể gọi là lần đầu tiên trò chuyện với nhau mà Thảo rất hết mình. Đúng không ạ? Tập này quá hay luôn. Các bạn nếu yêu thích tập này thì hãy share cái tập này cho nhiều người biết nha. Còn nếu như đây là lần đầu tiên và đặc biệt là những cái người fan của Tú Hảo, nếu thấy kênh thì tiện tay bấm subscribe luôn đi. Để lần sau mình lại mời Tú Hảo mình hành tiếp. Dạ, rồi ủng hộ chương trình này của anh Vinh. Anh Vinh sẽ có nhiều chương trình hay để mời Hảo rồi. Hảo lại có cơ hội fan Vinh nữa đúng không? À, đây cái này là deal rồi đó. Em, đó deal rồi, em chốt rồi. Dạ. Ok. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Ok.